Nếu như nói về một trong những cái xu hướng mà gọi là tệ nhất từ trước giờ mình đã từng được trải nghiệm và từng được đánh giá về nó thì đây chính là tai thỏ. Bắt nguồn từ chiếc iPhone 10 và sau đó hàng loạt những chiếc điện thoại chạy Android cũng học theo cái xu hướng này. Nó có một trải nghiệm không thực sự tốt bởi vì màn hình bị khoét. Và nhờ chiếc điện thoại này, Vivo Nex và có một sản phẩm khác nữa, đấy là Oppo Find X, thì mình có thể tự tin để khẳng định với các bạn, đấy là kỷ nguyên của màn hình tai thỏ sẽ chấm dứt kể từ đây. Bởi vì sao ư? Bởi vì các bạn có thể thấy trên hình đi, các bạn có thể thấy trên tay của mình đây, cái cảm giác như mình chỉ cầm là cái màn hình mà thôi. Nó cực kỳ mỏng, nó cực kỳ gọn và nó cực kỳ sexy. Và các bạn có những cái trải nghiệm nó tốt hơn rất nhiều so với cái việc đây là màn hình tự nhiên mình bị khoét một chút ở đây. Và ok, đây chính là Vivo Nex A mình mượn tại XT Mobile. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những trải nghiệm của mình về cái sản phẩm này. Thực ra thì mình sẽ chỉ muốn nói chính về cái trải nghiệm của cái màn hình này mà thôi. Còn về một vài những thứ khác, ví dụ cấu hình nó như thế nào hay là nó có những cái đánh giá như thế nào thì các bạn có thể xem ở rất nhiều những kênh khác rồi. Và mình sẽ không muốn chia sẻ lại quá nhiều. Thế nhưng chúng ta cứ bắt đầu lại một chút về thiết kế cũng như về cái cấu hình đi. Thì các bạn sẽ có mặt lưng nhựa 16 triệu mặt lưng nhựa. Đường ông nào chửi với ông Samsung ấy nhé. Chúng ta sẽ có chip Snapdragon 710 rất mạnh. Và cái điểm AnTuTu mình chấm được nó bất ngờ vô cả đối luôn. Tại vì nó đạt đến cái mức đấy là gần 50.000 điểm GPU. Tức là cái cấu hình của nó tương đương với cả những con chip đầu 82X trước đây, như là 820, 821. Gaming các thứ thì mình cũng có chơi thử Liên Quân, thì các bạn phải tưởng tượng một điều, đấy là nó gần full lên cả cái màn hình này. Thế ra nó sẽ vẫn bị khuyết một cái mảng nhỏ ở cạnh bên phải đây. Này là do game chưa thực sự tối ưu cho cái tỷ lệ màn hình mới quá dài như thế này, nhưng mình tin là nó sẽ tối ưu tốt và nó sẽ giúp cho các bạn có những trải nghiệm ngon hơn. Và chắc chắn là nó ngon hơn nhiều so với việc khuyết một phần tai thỏ ở đây rồi. Các bạn tin mình đi, thực sự là như thế luôn. Và với con chip 710 thì yên tâm là FPS cao luôn luôn ổn định ở mức Dynamic. Thoải mái nhá. Rồi, hãy nói đến về trải nghiệm màn hình mà mình thấy. Thì thứ nhất, với Vivo thì chúng ta đã có cái thao tác vuốt từ Vivo V9 rồi. Một vài sản phẩm khác nữa thì phải, mình không nhớ cụ thể cho lắm. Thế nên là các bạn có thể sử dụng toàn bộ cái màn hình này cho cái mục đích đây là giải trí và trải nghiệm. Ví dụ như các bạn xem video trên YouTube này, mình sẽ mở video cho các bạn xem. Đó, đây là tỷ lệ 16:9 thông thường, nó sẽ bị cắt hai mảng. Nhưng thực ra cái này là do phần mềm thôi. Một vài bản beta ban đầu nó chưa thực sự tối ưu mà. Nhưng mà khi chúng ta vuốt ra, đó, thì đương nhiên nó sẽ phủ đầy vào cái màn hình này và mình không hiểu lý do vì sao vẫn còn có một cái mảng trắng này, rất là vô duyên. Nhưng mà mình nghĩ là trong một khoảng thời gian sắp tới thì khi Vivo tung ra những bản cập nhật phần mềm tiếp theo, thực ra nó có một bản cập nhật rồi nhưng mình chưa update lên mà thôi, thì mình nghĩ là cái phần này nó sẽ bị bỏ đi và chúng ta sẽ có thể trải nghiệm full cái màn hình này để xem video. Cái trải nghiệm này mình tin nó sẽ tốt hơn nhiều so với việc có khuyết một cái tai thỏ ở đây. Các bạn đồng ý với mình không? Đó, chứ cái nữa là với những cái game, những ứng dụng bây giờ thì khi mà chúng ta lướt Facebook đi, trời ơi các bạn nhìn thấy đây. Trời ơi, chúng ta lướt cái kiểu mà gọi làm sao nhỉ? Gọi lướt như kiểu chỉ cầm trên tay cái màn hình này và lướt thôi. Ui ôi, nó đã, nó phê, nó thích vãi trưởng luôn. Đó, nó phải khác hẳn so với việc đây chúng ta bị khuyết một phần tai thỏ phía bên trên. Đồng ý là bây giờ nếu như các bạn để ý thì đối với nhiều chiếc điện thoại của có tai thỏ thì chúng ta có thể ẩn đi phần tai thỏ. Nó sẽ vẫn hiển thị những cái thông báo, ví dụ như là cột sóng, cái pin này, hay là những cái notification ở đây, thì nó cũng không ảnh hưởng đến nội dung phía bên dưới. Nhưng mà nếu như xét về cái mặt hiển thị, chúng ta nhìn trực tiếp vào mặt trước sẽ chỉ thấy cái phần gọi là màn hình, thì nó sẽ vẫn thích hơn so với việc là chúng ta bị khuyết một góc ở đây. Các bạn có đồng ý với mình như thế không? Thế thì một cái câu hỏi đặt ra, đấy là với việc mà full màn hình như thế, camera selfie sẽ phải đẩy lên như vậy, thì cái phần cơ như thế này nó có thực sự hữu ích và nó có thực sự tốt hay không? Đối với bản thân mình đánh giá thì cái việc hoàn thiện của Vivo cho phần cụm cam này rất là chắc chắn. Mình ấn thử, mình lắc thử, không hề lung lay một chút nào. Tức là khả năng hoàn thiện của cái phần cụm cam này rất là chắc chắn so với phần khung. Tại vì nói thế nào nói, phần khung này cũng đều được làm từ kim loại. Thậm chí cái phần khung đỡ của cái camera này cũng là bằng kim loại, các bạn có thể gõ vào để thấy. Thì chắc chắn là nó sẽ vẫn có một cái thứ gì đấy giúp các bạn yên tâm hơn. Nhưng mà nói thế nào thì nói, nó vẫn sẽ có một cái tuổi thọ sử dụng nhất định. Và mình nghe đâu đó vào khoảng tầm 50.000 lần sử dụng. Thì bây giờ mình làm phép tính đơn giản như thế này. Thì một ngày cứ cho các bạn selfie tổng 20 lần, một năm là có 365 ngày, 365 bằng 7.003. 50.000 chia 7.003, 50.123 chia 7.300. Tính sơ sơ là nếu như các bạn đều mỗi ngày sử dụng cái camera này khoảng 20 lần thì các bạn mất tầm khoảng 6 năm nó mới hỏng được cái camera này. Đấy, còn nếu như bạn nào mà tần suất sử dụng nhiều hơn nữa, gấp đôi đi, 40 lần camera một ngày, thì chúng ta mất khoảng tầm hơn 3 năm. Thì với điện thoại bây giờ mình thấy tầm khoảng hơn 5 là các bạn đổi hết rồi.
Thế nói gì đến tầm hơn 3 năm. Thế nên các bạn cũng vẫn có thể yên tâm về cái tuổi thọ của cái này. Chỉ có duy nhất một điều mình suy nghĩ đấy là có chăng nó bị lọt bụi vào thì sẽ rất là đau đầu. Thế nhưng mà khi mà mình zoom cận vào, mình thấy cái vị trí của cụm camera này cũng như cái phần khung nó làm rất là sát với nhau và rất là chắc chắn. Thế nên mình nghĩ là cái khả năng lọt bụi của nó thì cũng sẽ không cao, nên các bạn cũng có thể nói chung là yên tâm được. Nhưng nói thế nào thì nói cũng vẫn hơi sợ đúng không? Chẳng may mà hỏng hóc gì, làm rơi giết thì cái thì cũng hơi ngán tí. Nhưng không sao, một khi mà chúng ta đã chấp nhận những công nghệ mới, một khi mà chúng ta đã chấp nhận những cái xu hướng mới, một khi mà chúng ta dám thử thách với một vài những cái mới, thì những cái này là mình nghĩ các bạn đáng để mà đánh đổi thôi. Và đó là những chia sẻ của mình và những cái nhận định của mình về cái xu hướng mới màn hình full viền như thế này trên chiếc Vivo Next. Có chăng một điều là nếu như các bạn để ý thì cái phần viền bên dưới vẫn còn hơi dày. Một phần là bởi vì giới hạn về công nghệ, bên dưới thì chúng ta sẽ phải chứa khu vực controller, chip điều khiển cái màn hình. Thế nhưng nếu như một hãng điện thoại nào đó làm cái màn hình AMOLED cũng uốn cong giống như là iPhone 10 thì chắc chắn nó sẽ còn mỏng như viền hai bên trên dưới. Thì lúc đấy nó sẽ còn sexy hơn và sẽ đẹp hơn nhiều nữa. Và mình tin là sẽ sớm có mà thôi. Quan trọng là các bạn có chịu bỏ ra quá nhiều tiền cho chiếc điện thoại đấy không thôi. Ok, video của mình xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn XT Mobile đã hỗ trợ sản phẩm để mình thực hiện video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.